Tập 32. Hôm nay cảm ơn em nhé. Vấn đề làm thầy bối rối bấy lâu nay, bây giờ đã rõ ràng rồi. Thầy Quách, thầy đã cảm ơn em mấy lần rồi đó. Em chỉ vô tình nhắc đến thôi, do thầy linh quang cho nên mới rõ đó. Được rồi, chúng ta đừng tâm bốc nhau nữa. Có điều nói đi cũng phải nói lại, em có nhận ra không? Mỗi lần gặp phải vấn đề gì, chúng ta đều rất ăn ý với nhau. Thật sự rất kỳ diệu. Vậy sao? Vậy thầy Quách ơi, thầy nghĩ em bao nhiêu hết? Thầy cũng không biết em bao nhiêu hết. Nhưng thầy có thể chắc chắn một điều rằng em là một chú rùa biển. Thầy mới là rùa biển đó. Được rồi, không còn sớm nữa. Mau về đi. Vậy em về đi. Tạm biệt. Thầy Quách, thầy có nhớ em từng nói với thầy không, rằng cá voi 50 hết chắc chắn không chỉ mỗi Alex. Nó không hề cô đơn. Ai có thể hiểu được tâm trạng của tôi ngay lúc này chứ? Sự vui vẻ thoải mái 30 mấy năm nay cuối cùng cũng đến lúc phải gánh vác hậu quả. Năm 20 tuổi nói đàn ông 30 tuổi mới thấy khó khăn, bây giờ đến tuổi này rồi thì mới biết đâu chỉ có mỗi khó khăn, mà khó khăn đó còn được phóng đại lên. Nó sẽ phóng đại hết, dù là tốt hay xấu, trả lại cho bạn. Trong khi vô cơ tiếng thiến có một câu nói thế này: chúng ta khinh thường ham muốn vật chất, luôn muốn tâm bốc sự thông cao, cuối cùng chúng ta nhận được chỉ có sự cười nhạo. Câu nói này muốn nói gì tôi đấy? Cậu đi xem nhà rồi hả? Bơ, phô mai, sô-cô-la, đậu em, đường. Đúng, những nguyên liệu này. Cậu phải bỏ hết tất cả nguyên liệu này vào cùng một chỗ để làm ra một cái bánh kem mới sao? Làm gì có ngon nổi không? Không biết. Hôm nay cậu không gặp chuyện gì đó chứ? Cậu nói xem, nhà, xe, tiền, mặt mũi, những thứ này không phải ham muốn con người sao? Ham muốn của con người sẽ dần lớn lên. Vậy tại sao không thể ăn những thứ này chứ? Chẳng qua chỉ là mập lên thôi, có gì đâu. Không phải đâu nha. Hai chuyện chúng ta nói khác nhau mà. Chúng ta nói cái thứ này trước đi. Cậu nghĩ đi, quan niệm của tất cả mọi người bây giờ là phải gầy một chút. Ai cũng mong gầy như là cái gậy vậy đó. Những thứ này đều rất dễ béo. Vậy mà cậu còn cho chúng vào một chỗ, cậu nghĩ sẽ có người mua sao? Không ai mua thì tôi tự ăn. Đúng. Giờ ai ai cũng nhấn mạnh phải giảm béo, khỏe mạnh, trưởng thành, chín chắn. Nhưng con người thì phải nổi nóng thì phải phát tiết. Nhưng lúc không vui, mọi người có thói quen ăn uống thật nhiều mà. Béo là một chút thì sao đâu. Lúc vui thì mọi người cười, lúc không vui thì khóc. Dù sao thì mọi thứ đều là gió thoảng máy bay thôi. Đúng rồi, đều là gió thoảng máy bay, cậu nói đúng. Vậy bây giờ cậu làm đi nha. Tôi chưa nói gì hết. Cậu cứ xem lời tôi là gió thoảng máy bay. Cậu đừng giận đó. Nào, đây là phần của cô. Quang ơn lại sau là ghé. Tạm biệt. Tiền kiếm xăm hả? Chắc giờ này cô ấy đang ngủ bù. Cô ấy không nói với cô à? Cô ấy làm gì cả buổi tối chứ gì thế này đây? Cái này có ngon không vậy? Tôi cũng muốn biết đó. Hay là cô thử giúp tôi đi. Tôi lấy cho cô. Nè, cầm lấy. Ai thanh toán hả? Tôi thanh toán cho.
Bài đăng Weibo hôm nay, tôi xin kính gửi một người, kính gửi những người đang cố gắng sống thật tốt. Các bạn vất vả hết rồi. Có lẽ các bạn phải trải qua những lần phủ định bản thân, trải qua sự khó khăn khi bạn phải chọn tiến hay lùi. Dường như các bạn đang trở nên mơ hồ, đắn đo. Thế mà các bạn chưa từng chùn bước. Dù cho trong gai phủ đầy đường thì bạn cũng muốn bước đi trên con đường ấy. Có lẽ các bạn đều lập chí lớn, nhưng hiện thực là khi các bạn bất lực. Các bạn không ngừng trôi từ lý tưởng xuống hiện thực. Và có lẽ các bạn đang phải gặp phải khó khăn trắc trở, mệt mỏi vô cùng. Các bạn đấu tranh với tất cả sức mình, nhưng sức mạnh của hiện thực lúc nào cũng lớn hơn các bạn một chút. Chỉ một chút đó thôi mà đã khiến các bạn cách ước mơ gần như trong gang tấc, nhưng lại xa tận chân trời. Có lẽ bạn hy sinh tất cả, mãi luôn truy cầu hạnh phúc, nhưng hạnh phúc lại giống như chiếc bóng vậy đó. Nhìn thì có vẻ cách bạn rất gần, nhưng mà luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định với bạn. Bạn có thể nhìn thấy nó ngay đó thôi, nhưng bạn đã không bao giờ nắm bắt được. Có lẽ các bạn ở cách xa quê nhà, chỉ vì mong muốn có một vị trí riêng của mình trong thành phố hạng một. Hôm nay tôi muốn giới thiệu một loại bánh kem. Tên của nó là Phù Dân. Nó chứa bơ, caramel, phô mai, sô-cô-la, các loại nhân hạt và độ M&M. Nó tập hợp tất cả những nguyên liệu có độ nóng cao mà bạn có thể nghĩ quả thật không phải là một sự lựa chọn tốt để giữ dáng đâu. Nhưng sau khi ăn xong loại bánh này, mọi áp lực của bạn bỗng nhiên tan thành mây khói trong một khoảnh khắc nào đó. Cảm giác ngọt ngào, béo ngậy và sự thỏa mãn đó sẽ khiến bạn quên hết lo âu. Quên hết những đau khổ, quên đi calo, quên đi số dư tài khoản, quên đi áp lực công việc và lời dạy dỗ của sếp, quên đi những vất vả trong cuộc sống, mà chỉ đơn thuần là phát tiết, là thoải mái, là sống mà thôi. Cũng giống như tên của chiếc bánh này, Phù Dân. Chỉ cần bạn sống, những thứ khác chỉ là gió thoảng mây bay. Tôi mong mọi người, cũng giống như là ông Vương Quốc Sinh từng nói trong thơ của mình, nếu đã chọn phương xa thì chỉ cần bất chấp chạy về phía trước. Đừng khóc, đừng buồn. Bạn luôn chất vấn, tại sao cuộc sống lại khổ như vậy? Thật ra đó là gì? Ước mơ của bạn rất ngọt ngào. Cơ lưu, quà đã được tặng đến thư phòng công chủ rồi. 300 bộ còn lại để tặng cho khách tham gia tiệc. Đồ gốm đặc riêng được chuẩn bị trước, đều đã được gửi đến hiện trường. Cái đầu bếp của Michelin cũng đã chuẩn bị xong rồi. Cuộc họp tối nay đổi lên ngày mai đi. Tôi sợ buổi tối trạng thái không tốt. Anh nghĩ chắc anh không đến muộn nhỉ? Hôm nay là tiệc mừng thọ của bố. Đã mấy giờ rồi mà em còn ở công ty? Em vô tư thật đó, không sốt ruột chút nào sao? Có người nào đó đến tìm tận cửa hè của anh, rõ ràng là muốn nhờ anh giúp, có chuyện muốn nói với anh. Thế mà sau khi đến là không nói tiếng nào cả. Đúng là không hiểu nổi. Vậy đã có giống tính cách của em chứ? Nhiệt tình giúp đỡ như vậy cũng không giống tính của anh. Được, như nhau cả thôi. Anh Hướng, lễ phục đã chuẩn bị xong rồi ạ. Anh có muốn thử không ạ? Em chọn quần áo kiểu gì vậy? Em cũng biết mà, anh rất kén chọn để cho quần áo. Nhưng nếu không đẹp thì anh không mặc đâu.
Cảm ơn. Được hết sao? Được rồi, đi thôi. Đi. Nào. Sao bố lại đến trước? Bố, Tiểu Phi, nhìn đi, gấp mấy cái này thế này. Sau đó kéo hai bên đây nè, bố nhìn đi. Làm vậy là xong rồi, đúng không? Vậy là Tiểu Phi giỏi đấy, còn gì nữa. Sao vậy? Sao con đến muộn vậy? Bố ăn no luôn rồi. Giờ kẹt xe buổi sáng nên trên đường kẹt lắm bố. Là do lâu rồi bố không đi làm nên không biết đó thôi. Bố còn đi làm gì nữa chứ? Bây giờ là thời đại để các con cố gắng. Còn bố thì đến lúc nghỉ ngơi rồi. Con muốn bố mệt chết hả? Con thực sự không dám làm bố mệt đâu. Đúng đúng, bố nói không sai. Con nên cố gắng. Để con làm có được không? Đây, để lại. Ngoan. Ngoan gì mà ngoan? Không ngoan. Con lại làm gì nữa sao? Đã bao lâu rồi con không đến thăm bố? Tháng Nam bận làm thì cũng thôi đi. Con thì sao? Con sai rồi. Con đến rồi đây mà. Được rồi, đừng giận nha. Đừng giận. Bố, một tháng con đến thăm bố 4 lần. Vậy mà bố cũng không nhớ con. Một tháng con đến thăm tôi 4 lần sao? Cô ấy tốt bụng thế hả? Sao bố lại không biết thế nhỉ? Cô ấy là ai thế? Không sao, không sao. Không sao đâu. Tiểu Phi à, hay là hay chúng ta làm một ly nhé. Bố không được uống đâu. Ơ hay, cô nói bậy gì vậy? Đầu tiên, ai là bố cô? Thứ hai, ai nói là tôi không được uống chứ? Tôi nói một lời công bằng nha. Chúng ta làm gì đi? Hôm nay cô uống rượu, bố uống trà, có được không? Như vậy được rồi chứ? Được. Rất công bằng. Nào, cùng ly. Nào nào. Tối hôm nay có họp nên em sẽ về trễ. Anh ở nhà vui vẻ phải ngoan đó. Đến rồi. Hôm nay công ty họp hơi nhiều, xin lỗi nha. Tìm có chuyện gì mà vội vàng vậy? Vội cái gì, em đang vội đó. Anh có cách được sao? Anh là ông già Noel sao? Tiểu Phi à, bố nhớ năm bố 30 tuổi, khi đó Thắng Nam chỉ có 2 tuổi thôi, cỡ đó, con bé nhỏ tí thế này. Nó nhân lúc trong nhà không ai chú ý, lén uống 2 bình rượu. Uống rượu à? Giỏi thật. Cuối cùng thì uống say mất. Con bé chạy lung tung khắp nơi, chạy vui lắm cơ. Thì ra cô ấy thích chạy từ nhỏ rồi. Thắng Nam đâu? Thắng Nam trốn đâu rồi?
Con tìm giúp bố đi. Bố, bố à, chúng ta đừng tìm nữa. Thắng Nam ở đây, cô ấy vẫn luôn ở đây. Cô bé ở đâu vậy? Cô ấy vẫn luôn ở trong tim bố, đúng không? Thực ra bố biết mà, trong tim bố, Thắng Nam vẫn luôn ở bên cạnh bố, không phải sao? Con nói cũng đúng. Con bé trong tim bố. Tiểu Phi à, con chưa làm bố. Cảm giác đó con không hiểu được đâu. Con nhìn ngắm một đứa bé dần dần trưởng thành, càng ngày xinh đẹp, trở thành một người phụ nữ. Nhưng con cứ luôn bận tâm, rồi sẽ có một ngày con bé phải gả cho người khác, trở thành vợ của người khác. Cảm giác này không thể hình dung được. Bố luôn nói rằng nếu lấy được con gái của nhà bố thì chắc chắn sẽ tích đức cả đời. Đúng. Con nhất định phải nhớ những lời hứa lúc con kết hôn với Thắng Nam nhé. Con nhớ mà. Nếu con đối xử không tốt với Thắng Nam. Được rồi mà bố. Con biết. Những gì con nói trước đây con không hề quên. Con đều nhớ cả. Phải đó. Con nói gì nhỉ? Con nói chúng ta mãi mãi luôn là một gia đình. Hôm nay là sinh nhật bố. Một con hát chúc mừng bố nha. Chúc bố sinh nhật vui vẻ. Thế nào hả? Được được. Chúc bố sinh nhật vui vẻ. Chúc bố sinh nhật vui vẻ. Chúc bố sinh nhật vui vẻ. Con lại đến đây. Thắng Nam. Thắng Nam. Sao con lại đến đây? Bố. Là Thắng Nam. Thắng Nam của bố đây mà. Được rồi được rồi. Đừng khóc nữa. Chậm thôi. Chậm thôi. Cơ Lương, chậm thôi. Sao lũ nhiều thế? Nào, chậm thôi cậu Hứa.
Cơ Lương, cô không sao chứ? Cậu Hướng hay là tôi đưa cậu đến phòng khách nha. Ông Trịnh, ông về trước đi. Được rồi. Chào buổi sáng. Dậy sớm vậy hả? Chào buổi sáng. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Thật không ngờ gặp một lần mà đã kịch liệt như vậy rồi. Đừng nghĩ nhiều, chỉ là dấu say thôi. Sẽ không ảnh hưởng gì đến anh đấy chứ. Ảnh hưởng đến anh? Ảnh hưởng gì? Thì cô bé quản lý đó. Anh yên tâm đi, em sẽ không đi nói bậy bạ đâu. Đó chỉ đơn giản chỉ là một cô trưởng tiệm, không có quan hệ gì khác. Em đừng nghĩ bậy. Vậy sao? Em cứ tưởng với năng suất của anh. Năng suất của anh? Năng suất gì chứ? Tối qua cảm ơn anh. Hai bên đều tình nguyện mà, có phải lần đầu đó. Ai cảm ơn ai? Ý anh là buổi tiệc mừng thọ của bố. Nên làm thôi. Không còn sớm nữa, em phải đi họp rồi. Anh cũng đi đi. Vậy thì không ăn sáng cùng nhau nữa nhé. Phải rồi. Doanh thu từ bánh kem của anh gần đây có phải đã đến giai đoạn tắc nghẽn rồi không? Sam biết. Cho anh một ý kiến nha. Một khi đã bảo quà thì phải mở rộng. Em khuyên anh nên mở thêm vài chi nhánh. Anh không biết là đang bảo quà thì phải mở rộng, nhưng vấn đề là nếu muốn mở thêm thì cần phải lượng vốn rất lớn. Mà vấn đề tiền vốn này thì anh không cần lo, em có thể giúp anh. Em có thể làm đối tượng hợp tác của anh. Anh chỉ không muốn nhờ em giúp đỡ. Anh muốn dựa vào bản thân, không muốn dựa dẫm vào em. Anh đừng hiểu lầm. Em giúp anh không phải là vì quan hệ với chúng ta. Em thực sự cảm thấy tiệm bánh của anh là một nguồn đáng để đầu tư. Hay là thôi vậy. Được. Anh đi đây. Hay là cùng ăn buổi sáng. Tạm biệt. Phải rồi, nói với em chuyện này. Lần sau đi gặp bố thì nói với anh một tiếng nha. Bố bệnh mà anh không biết gì cả. Chuyện nào ra chuyện đó, có được không? Anh đi đây. Gần đây vất vả như vậy rồi, hay là cuối tuần chúng ta đi dạo đi. Đi đâu? Anh muốn đưa em về quê một chuyến, đi gặp bố mẹ anh.
gặp bố mẹ anh sao? Sao vậy? Con dâu xấu sợ gặp phải mẹ chồng rồi. Em là con dâu đẹp. Gần đây em hơi bận, hay là để tính sau đi. Em kiếm cớ gì chứ? Hay là thế này đi, anh sẽ về quê để gặp bố mẹ em trước. Thế nào hả? Để sau này tính đi. Có phải là em nghĩ là tình cảm của chúng ta vẫn chưa ổn định nên mới không muốn gặp? Anh đừng nghĩ nhiều. Sau này khi có cơ hội, chúng ta cùng đi gặp bố mẹ có được không? Nè, hôm nay đi đâu? Anh chỉ đi dạo tùy ý, để tận hưởng cuộc sống tự do thôi. Anh sẽ đến đón em tan làm. Mau đi đi, làm việc cố lên nha. Tạm biệt. Xin chào, tôi là giám đốc nhân lực của khoa học công nghệ Khiêu Diệu. Rất xin lỗi, sáng nay có họp cho nên là đến để lâu rồi. Chúng ta bắt đầu được rồi đó. Anh Đồng à, thực ra tôi có ấn tượng rất sâu sắc về anh. Kinh nghiệm của anh trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển người máy tử bạch khiến tôi hiểu rất rõ rằng anh chính là người mà công ty chúng tôi đang tìm. Tôi có thể chắc chắn rằng chỉ cần anh đến công ty chúng tôi thì khả năng của anh sẽ được tận dụng toàn bộ và không có bất cứ trở ngại gì. Tôi muốn tìm hiểu một chút là vấn đề tiền lương đúng không? Việc này quả thật là mấu chốt. Chúng tôi đã nghiên cứu và quyết định rồi. Anh cứ yêu cầu dựa trên tiêu chuẩn của mình. Chỉ cần anh vượt qua khảo sát của công ty, chúng tôi có thể nhanh chóng thành lập một nhóm gồm 10 tới 20 người để anh dùng. Chắc anh hiểu lầm rồi. Tôi Anh muốn nói về tương lai phát triển của công ty chúng tôi đúng không? Tôi nói với anh nha. Gần đây công ty chúng tôi đang thực hiện dòng tài trợ Angel B, tư bản Hồng Sang, giống mà hiểm Kim Sang. Các công ty ấy đều hứng thú với dự án này. Vậy nên công ty chúng tôi chắc chắn không có vấn đề gì. Anh có thể cho tôi nói hết được không ạ? Tôi muốn tìm hiểu xem dự án chủ đạo trước mắt của quý công ty là gì. Dự án à? Chào chủ nhân, tôi là thần khuyển thông minh. Đây là sản phẩm mới nhất của công ty. Dự án chủ đạo trước mắt là chó thông minh tự động hoàn toàn. Chúng tôi gọi đó là Pizza. Thực ra nó có hiệu quả giống như là người máy tư bạch quanh. Nó có thể thực hiện di chuyển tự động dựa trên bước chân của trẻ con. Ngoài ra nó cũng có thể giao lưu nhiều độ sâu với người dùng. Thế này, tôi sẽ cho anh xem. Kỹ thuật và độ điều chỉnh nhé. Cái sự động thế nào? Thú vị đúng không? Anh đừng xem nhẹ chú chó nhỏ này. Tôi nói thế này với anh vậy, trẻ em là tương lai của thế giới này. Nắm bắt được đồ chơi thông minh của trẻ em đồng nghĩa với việc nắm bắt được tương lai. Anh có muốn cùng chúng tôi tiến đến tương lai hay không? Ông chủ rất tốt, nhưng đó không phải là chuyên ngành phù hợp với tôi. Anh Đồng, nói thật lòng, tôi săn người bao lâu nay rất hiếm khi gặp được nhân tài xuất sắc nhanh. Nhưng tôi phải nói với anh một điều, bây giờ muốn tìm một công việc hoàn toàn phù hợp với khả năng rất thấp. Tìm công việc không phải khởi nghiệp, không thể đạt mức độ 100% phù hợp được. Anh nói đúng.
Tìm công việc không phải khởi nghiệp. Vậy câu trả lời của anh là anh cảm ơn anh ấy giúp tôi đi. Tôi chỉ muốn kiên trì với giới hạn của mình. Cảm ơn anh. Anh tình cờ có gì cần đó, khi nào tăng làm cùng đi ăn nha. Buổi tối có cuộc họp, không ăn cơm cùng anh được rồi. Không cần đón em, lát nữa em sẽ tự về. Tìm ai vậy? Chú ấy đến tìm chú đó. Cháu đi chơi đi. Cậu đi theo đến đây cũng vất vả nhỉ. Anh biết tôi đi theo hai người sao? Nếu không thì làm sao cậu tìm được đây? Đây là đâu? Vì phúc lợi Tinh Tinh. Những đứa trẻ này đều là mồ côi. Chúng tôi không treo biển vì suy nghĩ đến cảm nhận của chúng. Tại sao hai người lại đến đây? Tôi đã nói với cậu từ lâu rồi mà. Chúng tôi không phải bạn bè bình thường. Đúng là hai người không bình thường. Cô ấy nói với tôi cô ấy đang họp. Vậy mà lại theo anh tới đây. Đừng nóng giận. Cô ấy không nói với cậu không có nghĩa là không tin cậu. Không có nghĩa là cô ấy lừa cậu. Ngược lại là vì cô ấy quá quan tâm cậu. Với lại cô ấy không hợp được nữa rồi. Là sao? Cô ấy đã từ chức rồi. Từ hôm cậu từ chức, cô ấy đã không chịu nổi nữa. Nhưng Khương Đại Hải không đồng ý cho cô ấy từ chức. Cậu phải biết rằng lúc cô ấy mới đến công nghệ trí động đã ký một bản hợp đồng lao động đặc thù. Trong đó không chỉ có 1% cổ phần doanh nghĩa mà Khương Đại Hải hứa cho cô ấy, còn có một điều khoản không bình đẳng. Một khi cô ấy cố chấp từ chức sẽ phải bồi thường một khoản tiền không hề nhỏ. Tại sao cô ấy không nói với tôi? Cậu vừa từ chức, tâm trạng không vui nên quấy không muốn gây thêm phiền phức cho cậu. Có điều cậu không phải lo. Tôi có quen biết một vài người bạn là luật sư chuyên nghiệp, có thể giúp được chút ít cho cô ấy.
Nói với cậu cũng xem như hỏi ý kiến của cậu. Trước đó tôi có xin từ chức, anh bảo tôi suy nghĩ kỹ. Bây giờ tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi không thể giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi đã bàn giao xong công việc. Hôm nay tôi chính thức từ chức. Nếu anh muốn dùng điều khoản quỹ hợp đồng để bắt ép tôi, vậy thì tôi sẽ dùng đến pháp luật để bảo vệ quyền lợi cá nhân của mình. Lisa, chúng ta có cần phải như vậy không? Chúng ta đã không còn là chúng ta nữa rồi. Tại sao? Đồng ngữ. Cậu còn không hiểu cô ấy sao? Chuyện gì không tốt đều tự mình gánh vác. Chuyện vui thì mới chia sẻ với người khác. Tại sao hai người lại đến đây? Vì phúc lợi này là của chúng tôi. Câu chuyện hơi dài, uống ly trà đi. Vừa uống vừa nói. Vậy anh chính là quốc vương của những đứa trẻ này. Còn cô ấy là hoàng hậu của chúng. Bọn trẻ gọi bề bạ thôi. Trẻ con mà. Vì phúc lợi này đã mở cửa được nhiều năm rồi. Sau khi người sáng lập mất đi thì suýt nữa đóng cửa. Sau đó thì tôi và Hứa Đa cùng đầu tư, nó mới tiếp tục mở cửa được. Mấy năm nay cũng là chúng tôi cùng nhau quản lý. Mỗi tháng đến mấy lần. Dù sao đây cũng là nhà của chúng tôi. Có chuyện này cậu phải giúp tôi. Phần lớn tiền của Hứa Đa đều dùng hết vào đây rồi. Giống dĩ một mình tôi cũng được, nhưng mà cậu biết tính cô ấy rồi. Cứ một mực chia, mỗi người một nửa với tôi. Nhưng bây giờ cô ấy từ chức rồi, thu nhập xuất hiện vấn đề. Vậy mà cô ấy còn cứng đầu. Cậu khuyên cô ấy giúp tôi đi. Không được nữa thì tôi lo trước. Để sau này cô ấy có tiền thì trả tôi sau. Tôi đoán chắc cậu cũng phát hiện rồi lý do mà cô ấy đột nhiên biến mất, thậm chí còn đi cả đêm không về. Đều ở đây cả. Một khi bọn trẻ ở đây có biến động nhỏ gì đó là cô ấy sẽ đến ngay. Mấy năm nay vất vả cho cô ấy rồi. Còn một chuyện nữa mà tôi nghĩ nên để cậu biết. Chuyện gì? Tối qua chúng tôi có gặp nhau. Không chỉ nói chuyện cô ấy từ chức mà còn nói về cậu. Vì tôi sao? Anh có tìm vài người bạn làm gì đầu tư để bàn bạc. Nhận được một tin tốt. Với thị trường bây giờ, hệ thống lái tự động có một sức hấp dẫn nhất định. Nhưng tin xấu là đồng ngữ quả thật là một miếng mồi béo bở. Nhưng cậu ta cũng là một bài toán khó giải. Cậu ta xuất thân từ công nghệ trí động. Công nghệ trí động đã xin bản quyền 3 giai đoạn nghiên cứu phát triển. Hơn nữa còn nói muốn tuyệt đường lui của đồng ngữ. Các bạn anh sợ phiền nên không muốn đụng vào đồng ngữ. Chuyện này chắc chắn em cũng hiểu. Vậy phải làm sao đi? Còn làm sao được? Không dùng cách này được. Ta đổi cách khác. Cứ tránh những công ty này đi. Anh sẽ tìm những công ty mạng quy mô lớn bên Nam Kinh. Họ rất hứng thú với khoa học công nghệ và cũng muốn phát triển mạnh hơn mảng này. Em mang tài liệu đến cho em đi. Xem đi. Vẫn là biết cách tìm. Em vốn nên là một người kiêu ngạo. Em nghĩ công nghệ đằng phi thích hợp nhất. Được đó. Hay là gặp mặt nói chuyện thử xem. Tốt quá rồi. Vậy tức là anh đang giúp tôi tìm nguồn đầu tư sao? Chúng chỉ muốn đợi chắc rồi thì mới nói cho cậu biết. Tôi cảm ơn anh nhé. Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn tin tôi. Cảm ơn cô ấy kìa. Người ta nói cậu là thiên tài. Tôi mong có thể tin cậu giống như là cô ấy. Hãy tin cô ấy.